Chào các bạn, chú chó vàng này á, chủ nó chú dắt về nhà hả mấy lần rồi cũng trả lời nhà mình nữa hả? Nhà mình không có nuôi chó nhưng mà nó lại nó ở rồi mình thấy nó đói quá chịu không nổi, mình tội nghiệp, mình bữa nào cũng phải cho nó ăn hết các bạn. Nó đói quá đâu có chịu nổi. Chú chó hôm nay nó cũng sắp sinh cho con rồi đó. Chủ nó dắt về đằng đẵng mấy lần rồi đó mà không ở, chắc có lẽ là do là nó đói. Hồi lúc mà nó về về chủ á, chú chó này trở về chủ á, rồi nó xúc dây trở lại đây nữa là nó rất là ốm. Ở đây nay là các bạn nhìn thấy là nay là đỡ rồi đó, nay là có da có thịt rồi đó, chứ hổm về chủ nó cột lại mấy bữa hả ốm nhom nhách thấy ghê à. Tại vì ở nhà chủ nó còn có 2 3 con chó nữa nên nó là nó ăn nó không có đủ sức của nó. Nói chung á, nhà mình á, là từ đó giờ nuôi chó mèo, nuôi là hãy nuôi phải cho ăn mà là mình cho ăn hết á, chứ không có để nó đói. Ê mà kìa. Cây ớt của nhà mình nó tự này nó tự mọc rồi các bạn, không mình không có trồng đó. Cây ớt nhỏ mà trái đặc luôn nè, các bạn nhìn xem trái đặc gật luôn á, mà trái nó còn xanh chưa có chín. Loại ớt này nó cay mà nó thơm đó các bạn, loại này cay dữ lắm á, cay nồng đó mà cay mà nó thơm. Ăn rồi. Ăn rồi. Cũng táo luôn rồi. Chết bắt luôn. Ừ. Ở đây chắc không đủ đồ nữa. Cho nó ăn nữa đi. Để tới tối coi. Trời, có cho nó ăn nữa không? Để tối coi coi tình hình của nó đói dữ không. Nãy giờ nó cũng ăn xương, đồ cũng nhiều rồi. Ăn xong rồi đứng gãi mình nữa, tối sủa dữ lắm các bạn, sủa inh ỏi luôn. Người ta đi đốt đèn lúc mà bà xa thật là sao mà đây cũng chạy ra sủa nữa. Chủ bắt về cột nhiều dây nó cắn đứt ráo à, nó không có chịu ở nhà là thôi, chủ nó không thèm bắt luôn, chủ nó để đây rồi để mai mốt để tới nó sanh mấy chú chó con đây rồi kia chắc kêu chủ nó hốt về đẳng, chứ không thôi là
ở đây là chỗ đâu mà nó xanh đẻ, đem về đang cho chủ nó coi chừng chứ. Mà bây giờ nếu mà chủ đem về chắc có nước là nó phải nhốt lại thôi, chủ phải nhốt lại chứ còn cọc dây là nó cũng cắn dây đứt đi nữa hả. Các bạn biết bữa hổm là chủ cọc dây xiềng luôn á, mà lại dây xiềng rất là cứng luôn, mà vậy mà nó cũng làm đứt nó chạy ra đây nữa đó. Nói chung là tại vì nó chú nó lại đây đói mình chịu nổi mình cho ăn thôi, chứ chó của người ta mà chứ đâu phải chó nhà mình đâu, đâu có nuôi hoài được. Hồi nào nó lợi thì cho ăn vậy thôi, chừng nào chủ nó bắt về bắt vậy đó.